Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel này Phi. Ở chấp tổ trước, chúng ta đã thấy người dân thủ đô Hoa vẫn đang say sưa ca múa trong lễ hội Hoa Đăng, với ảnh ông lão thổ ràng tay đưa Yama Hitetsu nắm tay cô bé Otoko đi giữa dòng người đầy nổi bật. Trong khi đó, đạo quỷ Onigashima thì vẫn mỗi lúc một càng hơn. Hay bên cạnh sự bàn luận sôi nổi của Sub-Zero về cán cân lực lượng của Aife, cũng như những thông tin về sự nâng cấp sức mạnh đáng kể của Nami. Với việc mạnh hơn và đánh 100% trúng đích thì điều làm chúng ta quan tâm nhất chính là hình ảnh cha con Kaido Yamato vui vẻ chào hỏi nhau trên đỉnh đầu lâu. Yamato muốn ra khơi cùng với Luffy, nhưng trước tiên thì phải đá đít Kaido ra khỏi Wano Quốc. Nghe con mình nói như thế thì Kaido càng có lý do để lưu chuyển Haki Ba Vương và Đồ Trì, và sau đó là gì thì chúng ta cũng đều biết. Con nghĩ là ta sẽ nương tay sao, Yamato? Phải chăng Yamato sẽ là thành viên tiếp theo của bang Murom? Phải chăng Wano Quốc có một bí mật nào đó để Kaido sẽ không bao giờ từ bỏ? Còn các thế lực lớn thì luôn dòm ngó. Và tôi cũng đã nói tất cả suy nghĩ của mình về những điều đó. Vậy còn chapter 1017 mới nhất này thì sao? Là thêm một chapter nữa mà tiêu đề dành riêng cho bé Otama. Nhưng nó vẫn chưa là gì so với những điều mà Hoshu đã kể cho Jinbe về quá khứ và trái quỷ Gomu Gomu no Mi. Thật sự nó quá sốc đối với tôi. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn chờ thêm nữa. Chúng ta cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà và phân tích One Piece chapter 1017 mới nhất đẹp hấp dẫn này. Tiêu đề của chapter này là Hào lệnh hay hiệu lệnh, hào trong hào hùng, lệnh trong ra lệnh, mệnh lệnh. Có nghĩa tiêu đề ám chỉ trong chapter này, Otama sẽ ra một hiệu lệnh rất hào hùng, rất có lợi cho phía Liên minh Luffy. Tại sao chỗ chiến trường như thế này lại có một đứa con nít? Chỉ như thế bao hôn, còn ngươi là ai? Quy ngước cổ lên chỗ Otama đang đứng và hét lớn. Và khuôn mặt bợm trợn với hàm răng sắc nhọn lớn chởm của Queen đã khiến Otama bất tỉnh. Nami và Usopp đang cố gắng chạy thật nhanh về phía cô bé. Và tất cả những điều này chính là cái cách chapter 1017 bắt đầu. Trong khi đó, toàn bộ lâu đài là cuộc chiến giữa Jinbe với nhóm của Uthu. Không tranh này có thể thấy một tên lính đang bắn Jinbe từ phía sau, cùng với đó là những lời lẽ châm chọc của Uthu. Sao không ý kiến ít còi gì thế Jinbe? Nhưng Jinbe thừa hiểu, đối với hải tặc thì không có cái gọi là sự công bằng. Trên hết đây là một cuộc chiến tổng lực với liên minh hai tứ hoàng, chỉ có chiến thắng hoặc là chết. Vì thế kêu ca cũng chẳng có ích lợi gì. Ngay từ đầu cuộc chiến này đã là 5.000 đánh với 30.000, 1-10 cũng là điều hiển nhiên. Ta chưa bao giờ nghĩ đây là một trận chiến đấu 1-1. Sau đó Jinbe nói tiếp, việc của ta là ngăn các chiêu hình như ngươi tiếp cận chiến trường chính, tức là khu vực sân khấu chính. Kèm theo đó là hình ảnh Rangki đang phải vật lộn với bọn binh lính của Sasaki, hay Inuroshi cũng đang vất vả không kém với Zack và đồng bọn. Mặc dù trước đó có sai sót trong địa điểm hội quân của thiên tài King Yamon, nhưng trong cái rủi là có cái may. Hay sau đó chúng ta đã thấy liên minh Luffy chia thành hai đại quân tiến vào đảo quỷ Onigashima theo hai hướng. Còn những gia thần gia tộc Kozuki thì đánh úp Kaido từ phía sau. Bây giờ là việc phân công những thành viên mạnh tốc đầu của liên minh kiểm tra các chú hi bằng bách thú, không cho tiếp cận khu vực chiến trường chính. Tất cả điều này cho thấy kế hoạch của King Yamon và Law đã vạch ra cho liên minh kỳ công chi tiết hơn những gì chúng ta tưởng rất nhiều, và khả năng cao là còn làm chúng ta bất ngờ nữa trong tương lai. Trước đó chúng ta đều nghĩ rằng Inuroshi có một trận đấu tay đôi đầy khó khăn với Zack hạng hán, nhưng với những gì đang chứng kiến thì khó khăn của Inuroshi là lớn hơn rất nhiều. Từ những điều này thì chúng ta mới thấy được sự xuất hiện của Otama tại đảo quỷ Onigashima này là quan trọng như thế nào, cực kỳ quan trọng. Khung tranh này có thể thấy bọn Gipto đang tấn công những Felicer và Weather đã đổi phe trước đó một cách không thương tiếc, coi như là làm gương cho những kẻ khác đang có ý định tương tự. Trong khi đó Otama cũng đã tỉnh lại và bắt đầu công việc quan trọng nhất của mình trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của Nami và Usopp, đó là đưa ra mệnh lệnh cho tất cả các Gipto đang Kibidango nhằm lật ngược thế cơ, tạo ra sự hỗn loạn nhất có thể cho đảo quỷ Onigashima này. Hỡi những người bạn đang Kibidango, tôi có một thỉnh cầu, xin hãy trở thành đồng minh của những anh chị đại ca Luffy và Momonosuke-kun. Mọi người cùng nhau chung sức hạ bệ Kaido. Đó là mệnh lệnh với những Gipto đang Kibidango, là những lời của Otama đã phát ra toàn đảo quỷ. Có thể thấy với năng lực thần hóa động vật của mình, Otama hoàn toàn có thể nói theo kiểu bề trên đối với các Gipto, nhưng cô bé đã không làm vậy, thay vào đó xem tất cả là bạn bè của mình. Với một cuộc chiến mang tính chính nghĩa thì những hành động cũng phải có tính chính nghĩa trong đó, và Otama đã thể hiện được điều đó. Queen đang vướng tay với Sanji nhưng vẫn liên tục ngước đầu lên nhìn Otama rồi văng tục, sau đó là ra lệnh cho các thuộc hạ thủ tiêu cô bé. Rõ ràng là bởi Queen biết Otama có vai trò quan trọng như thế nào. Vậy là Luffy đã được mang hết tạc hết vớt lên tàu ngầm thành công và đang sơ cứu cho cậu ta. Còn Momonosuke thì đang khóc lóc vì King Yamon và Kiku, trên hết là vì cái chấn sự độ cao của mình. Với việc đấu quỷ đã vào đất liền và phía sau Momonosuke với Shinobu là những tấm gỗ, khả năng cao họ đang ở trong một nguyên miếu hay một nơi nào đó tạm an toàn. Hay lắm, chúng ta đã nhận được mệnh lệnh. Một sự phấn khích nhẹ của Speed. Còn tên Gipto Bricola với cái đầu băng bó và bị Sanji đá trước đó cũng bắt đầu có những phản ứng với mệnh lệnh của Otama. Sau đó là ngay lập tức quay sang tấn công những kẻ từng là đồng đội của mình, đám mệnh lệnh Kaido. Mong ước của cô là mệnh lệnh của chúng tôi, thưa tiểu chủ nhân. Không chỉ Bricola mà tất cả những tên Gipto đang Kibidango trên toàn đảo quỷ Onigashima đã đều bắt đầu thực hiện theo mệnh lệnh của Otama, đồng loạt quay sang tấn công mệnh lệnh của Kaido, và nó đã gây ra một sự hỗn loạn thật sự trên khắp đảo quỷ. Inuroshi và hai samurai này không biết chuyện gì đã xảy ra với tên Gipto kia, nhưng chắc chắn Inuroshi biết rằng mình đã bớt đi phần nào gánh nặng. Với tên Gipto Andras Mel sói kia đã dễ dàng hạ gục những tên lính khác. Giờ vua chó Inuroshi đã có thể tắt tay với Zack hạng hán. Còn tên Gipto Hamlet đã từng chặn đường xuyên đéo Sanji với Luffy và Jinbe ở tầng 1 trước đó, cũng đang hăng say tấn công bọn lính cấp dưới. Còn đây, tên Gipto Bocker đã từng đón lõng Luffy với Jinbe ở tầng 4 nhưng bất thành, cũng đã tỏ ra rất thân thiện với Jinbe khi nói với ông rằng: "Jinbe, hiệp sĩ biến cả, ông chỉ cần tập trung vào hút thu, còn bọn này cứ để tôi dọn dẹp." Vừa dứt câu, Bocker cũng đã lao vào cắn cổ một tên cấp dưới bằng con rắn của mình, trong sự ngỡ ngàng không chỉ của hút thu mà với cả Jinbe. Đây chính là tiền đề cho việc Jinbe có thể đấu tay đôi với Uthu sau đó.
Ở tầng 2, tình hình tồi tệ cũng không kém cho bang hải tặc bách thú, khi những tên Gipter cũng đồng loạt đối phe, tấn công lính cấp dưới. Như tôi đã phân tích trước đó, 10 tên Wetter thì chỉ có một Gipter, còn lại là 9 Flyer. Nhưng sức mạnh của một Gipter thì vượt trội hơn rất nhiều so với 9 Flyer hay là Wetter. Đó là lý do vì sao Otama chính là một nhân tố gây đột biến của Liên minh Luffy. Và điều này là hoàn toàn ngoài dự tính với những chiến lược gia, Law hay Kinemon, thậm chí là Sanji. Nhưng trên hết là bạn có để ý, năng lực của Otama phần nào đó rất tương đồng với của Sugar dưới trướng Doflamingo. Chỉ cần một viên Kibi Dango hay là một cái chậm tay thì có thể thần phục được một tên Gipter hay biến một kẻ thành đồ chơi. Nhưng nếu Sugar mà bất tỉnh thì mọi năng lực của cô áp lên người khác trước đó sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Những nạn nhân sẽ trở lại là con người. Còn cô bé Otama thì sao? Dù bị Queen dọa cho sợ mà ngất đi, nhưng khi tỉnh lại cô bé vẫn có thể ra lệnh cho các Gipter một cách như thường. Đó là bởi năng lực của Sugar tạm hiểu chỉ là tác động ngoài da, còn Kibi Dango của Otama thì đã thấm vào bên trong, tiêu hóa ra gần tới ruột già. Khung tranh này có thể thấy những thông báo liên tục được phát ra từ đám binh lính Kaido, hết tầng 1, tầng 2, tầng 4 và giờ tới tầng 3. Những Gipter đang đại náo đã quỷ Onigashima theo hiệu lệnh của tiểu chủ nhân đúng nghi đàn. Với việc Bao Hồn đã bất tỉnh, cô nàng đến đàn này không thể cập nhật thông tin cho những CP Zero, và ngay cả cô nàng lẫn những tên CP Zero không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài kia. Và điều tôi quan tâm nhất là sau một loạt những điều đang xảy ra, đã quỷ Onigashima đang hỗn loạn thì những tên CP Zero này sắp có hành động gì hay là vẫn tiếp tục ngồi đó. Và ba tên CP Zero này là những gương mặt thân quen hay là những nhân vật mới, thật sự rất tò mò. Và không chỉ các tầng 1, 2, 3, 4 mà cả tòa tháp canh bên phải cũng như dưới hầm, những Gipter đều đang tấn công bộ lính cấp dưới. Và Onigashima càng hỗn loạn, cùng với việc Queen và King chưa bị hạ gục thì cô bé Otama còn gặp nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm dài dài. Bởi chỉ có cách hạ gục Otama thì những Gipter mới trở lại như cũ. Tuyệt vời Otama, kế hoạch diễn ra hoàn hảo. Trong khi Otama mệt đứt hơi thì Usopp và Nami hạnh phúc vui sướng ra mặt. Còn Queen thì cũng đã nhìn ra sự hỗn loạn này là do Otama và ngay lập tức chĩa miệng về phía cô bé toàn tấn công. Nhưng Nami đã kịp Otama bỏ chạy. Rõ ràng đây là minh chứng rõ nét nhất, tốt nhất cho việc Otama đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Nhưng làm sao đời nào có chuyện một nhân tố quan trọng như Otama lại dễ dàng bị tổn thương được? Khi mà ở đó Liên minh Luffy còn rất nhiều nhân tố thông minh đầy sức mạnh, ví dụ điển hình là Sanji. Collier Strike, một cú đá cực mạnh vào sau đỉnh đầu Queen của Sanji, khiến cho tia laser phát nổ ngay bên trong miệng Okanba này. Lại là mày, thằng nhãi con của chết, Queen gằn giọng với đầy sự bực tức cay cú. Đừng bao giờ mở miệng ra, nói cái tên đó với tao lần thứ hai. Mày cũng từng tham gia vào cái nhóm khoa học điên khùng đó à? Sanji tỏ vẻ khó chịu và đưa ra những lời đe dọa khi Queen cứ một chết, hai chết, thằng con của chết, cái tên mà Sanji không bao giờ muốn nhắc tới thêm một lần nào nữa. Nhưng dù ghét hay hận như thế nào thì chết cũng là cha ruột của Sanji, là người mà tới lúc nào đó Sanji sẽ cảm thấy biết ơn thay vì là thương hại. Vậy là trong chapter 1017 này, cuối cùng cũng đã có câu trả lời cho giả thiết về quá khứ của Queen trước đó của tôi. Và mọi thứ thật tuyệt vời khi chính Queen đã xác nhận lời của Sanji là chính xác. Queen cũng đã từng tham gia vào nhóm khoa học điên khùng hơn 21 năm về trước cùng với Vegapunk và Vinmachet. Và tôi phải nhấn mạnh lại một lần nữa lời của Sanji. Mày cũng từng tham gia vào cái nhóm khoa học điên khùng đó à? Đó là bởi mày nhắc tới Max hả? Chuyện xưa như trái đất rồi. Giờ xem tao đây, tao là một cyborg, tao có hàng đống đồ để chơi. Tại sao tôi phải nhắc lại câu hỏi của Sanji dành cho Queen? Đó là bởi khả năng rất cao của tên Max mà Queen nhắc tới chính là viết tắt của Max Scientist, những nhà khoa học điên khùng. Để chế nhạo những linh hồn xui xẻo không gặp may trong việc ăn những trái quỷ lỗi, Kaido cùng với Doflamingo và Shisakalo đã đặt tên cho những trái quỷ nhân tạo của Shisakalo là Smile. Bên ngoài việc không thể bơi thì những tên Flisso này cũng mắc hết cảm xúc buồn đau, chỉ biết cười mà thôi. Bây giờ tiếp tục tới nhóm nghiên cứu ngoài vòng pháp luật mà Sanji gọi đó là nhóm khoa học điên khùng, lại có cái tên là Max, viết tắt của Max Scientist, những nhà khoa học điên khùng, những cách đặt tên đầy thú vị của Oda. Ngoài ra thì như tôi đã nói trước đó, khả năng rất cao trên quân đoàn phía nam của cách mạng Linver cũng từng là một thành viên trong nhóm nhà khoa học điên khùng Max này, hy vọng nó tiếp tục đúng. Vậy là không phải Jack cũng chẳng phải King mà là Queen, Okanban đầu tiên chuyển sang nhận lay nữ người nữ doanh. Trên hết bởi Queen là một cyborg giống như Ronki, nên khi chuyển qua nhận lay, chúng ta đã thấy rõ hơn đống máy móc bên trong cơ thể của Queen. Tay trái và đuôi, thậm chí là cái viêm tóc, Queen cũng gắn một cái kẹp ba càng khổng lồ, còn tay phải là cầm một thanh đao. Điều này cho thấy phong cách chiến đấu của Queen trong nhận lai phần lớn phụ thuộc vào đống máy móc cơ khí trên người. Những tia laser trong miệng, đuôi hoặc tay trái tấn công cố gắng kẹp chặt Sanji để tay phải dùng đao băm xuống, rất thú vị và chắc chắn là cũng rất đáng sợ. Bởi một nhà khoa học điên từng ở chung nhóm nghiên cứu với Vegapunk và Vinmachet thì không phải là một chuyện đùa, đặc biệt là khi áp dụng những thứ khoa học sức mạnh đó lên chính cơ thể của mình. Và mặc dù không phải là một cyborg giống như Queen, nhưng trên người của Sanji cũng không thiếu những đồ chơi công nghệ từ bộ Raisu thắt ẩn. Bởi dù gì thì Sanji cũng là hoàng tử của một vương quốc đầy ắp công nghệ, vương quốc Rima 66. Và cùng với những anh chị em của mình thì Sanji cũng là một trong những sản phẩm tuyệt hảo nhất của Vinmachet, đồng nghiệp cũ của Queen, là kết quả của những đột phá khoa học và kỹ thuật di truyền tiến bộ tối tận nhất của thế giới này. Vì thế có thể nói rằng cuộc chiến giữa Sanji với Queen bình dịch là một cuộc chiến của khoa học công nghệ, của những thứ tối tân và điên rồ nhất trong thế giới Wannabe. Trên hết trận chiến với Queen bình dịch này chính là liều thuốc thử để chứng minh rằng Sanji có thật sự yếu đuối, có thật sự là chẳng thể có nổi một tia hy vọng nào để có thể đối đầu và sống sót với hiện thực tàn nhẫn của thế giới này, giống như lời Vinmachet đã đầy nghiến Sanji trước đó hay là không. Và rõ ràng là không, bởi tôi chắc chắn rằng tiềm năng sức mạnh của Sanji lớn hơn những gì Vinmachet tưởng tượng là rất nhiều, và so với những đứa con mà ông hết một thương yêu kia thì Sanji mạnh hơn rất nhiều lần. Vậy nên trận chiến với Queen này sẽ là lần đầu tiên chúng ta được kiểm chứng tiềm năng sức mạnh của Sanji là to lớn tới giường nào, và tôi cũng đã nói điều này trong video nói riêng về Sanji trước đó.
Tôi thấy nhiều bạn đã nói rằng với việc Queen là một cyborg nhưng đang trái quỷ doanh cổ đại, thì trong tương lai Ranky khả năng cao cũng sẽ siêu sức mạnh trái quỷ. Nhưng rõ ràng điều này sẽ rất khó xảy ra, bởi trước đó ở Dressrosa, khi Luffy năn nỉ Ranky ăn trái quỷ Miramira no Mi của A, một trái quỷ vô cùng mạnh mẽ thuộc hệ Logia, thì Ranky đã nói rằng thà tôi không ăn còn hơn là chết đuối. Rõ ràng Ranky không muốn siêu sức mạnh trái quỷ mà muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa thông qua sức mạnh cơ khí, sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Đặc biệt hơn nữa, cho tới lúc này Ranky vẫn không có Haki, chỉ có một sức mạnh thuần máy móc, và tôi tin rằng khả năng rất cao Queen Bình Dịch cũng không có Haki. Và nếu điều này đúng thì sẽ làm chúng ta có một cái nhìn mới, một cái nhìn hoàn toàn khác về sức mạnh của khoa học kỹ thuật trong One Piece so với những loại sức mạnh như trái quỷ, Haki hay là lục thức. Bởi không phải ngẫu nhiên chỉ với sức mạnh của khoa học công nghệ kỹ thuật và trái quỷ mà Queen trở thành Okanban mạnh thứ hai dưới trướng Kaido Bách Thú và có một tiền truy nã 1.320.000.000 Belly. Chopper, cậu vẫn còn ổn chứ? Cứ yên tâm, khỏe như cúng, cậu cứ tập trung vào làm gỏi con khủng long đó đi. Vẫn như một khi, Sanji chưa thể yên tâm tập trung chiến đấu khi mà xung quanh vẫn còn nhiều mối lo từ đồng đội, mà cụ thể đây là Chopper với Zoro. Và dù Chopper nói là không sao, không cần bận tâm, nhưng cái hình dạng như một chú tuần lộc non mới vài ngày tuổi mà lại có một cái giọng của một con già 90 tuổi thì càng khiến Sanji thêm lo lắng hơn. Và hình dạng của một baby nhưng lại có giọng nói của một ông già chính là tác dụng phụ của việc cải tiến Rumble Ball nhằm kéo dài thời gian sử dụng hình dạng Motor Ball từ 3 phút lên 30 phút. Một tác dụng phụ vô cùng đáng yêu đối với Chopper, nó làm tôi nhớ tới lần đầu tiên Luffy sử dụng Ribba. Và hình dạng này của Chopper được gọi là Baby GG Chopper, ông cụ non Chopper. Ngoài ra thì bác sĩ của tộc Min, Mizugi, cũng đã tiết lộ rằng Ozo có một loại thuốc siêu phục hồi nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, với tác dụng phụ là đau đớn sẽ nhân lên gấp đôi sau khi thuốc hết tác dụng. Và cũng nhờ vậy mà chúng ta đã được kiểm chứng một quyết định rất cứng rắn, quyết liệt, kèm theo một câu nói trên cả tuyệt vời của Zoro. Không có thời gian để bận tâm tới chuyện đó đâu, đưa thuốc ấy cho ta. Sau đó cơ thể có như thế nào thì cũng mặc. Giờ mà tôi không đánh được thì còn để làm gì nữa đâu. Zoro nói đúng, giờ mà không chiến đấu được thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Bởi ngay lúc này không thể chiến đấu được là đồng nghĩa với cái chết, mọi thứ sẽ kết thúc. Trên hết thì việc chịu gấp đôi đau đớn sau khi thuốc hết tác dụng chẳng có ý nghĩa gì với Zoro. Khi mà 2 năm trước ở Three Lobat, Zoro đã chịu toàn bộ những thương tổn của Luffy trước đó, trong khi cơ thể cậu ta tàn tạ không kém. Và đối thủ của Zoro sau khi cắn thuốc lại, khi mà King đang chiến đấu với Marco đây, thật khó đoán. Trên đây là tất cả những gì tôi muốn nói về phần đầu tiên của One Piece Chapter 1017. Hy vọng các bạn thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.